Thảo ấy, Thảo nó bảo hồi bố nó sống ai xin nó bảo xin bố nó ở, bảo là lúc đầu xin thì hiền như mèo về sau như hổ ấy. Cháu thế à? Lúc nó ở gần với mình thì nó ngon ngon. Ừ, lúc ở với mình là ngọt ngọt, lúc xin mình thì ngọt ngọt đấy. Thảo nói với cháu rồi, nó sắp khóc hết. Xong cháu phải chuyển chủ đề nhanh. Có gì nữa. Trước thì mình mua nhà ở thì nhưng tao bảo là trọ ở cho nó vui. Ừ, cho nó có hàng xóm phải không? Bố thì đi rồi, nhưng mà các cô thì cũng nói được. Nhưng tao là cái gì là được. Đúng rồi. Anh Long ơi! Anh nghe cháu sang không này anh ơi! Con này nhiều bạn đâu phải giải cái này. Ờ, giải gì? Ống nước ở trên đó chú ạ. Dạ? Đổ đâu? Anh ơi, từ từ đã. Đá to, từ từ để xem chú ấy, cho xem chú đổ đâu. Đá to đổ vào đây. Đá to đổ đây phải không? Từ đã chú ơi, chú ơi. Chú ơi lấy ống nước xuống đã, ở đây này. Đấy chưa, em bảo để vào cabin không để tí hỏng hết ống nước và em bật đèn đấy nha anh Giao ạ. Hai quận mà phải không? Hai quận mà. Cháu mua hai quận mà. Mấy quận á? Hai. Thảo bảo mua một quận, mẹ Thảo bảo mua một quận nhưng mà làm sao về đến nhà được một quận, làm sao về đến nhà được? Bây giờ quận nào chỉ đứng chụp video. Sáng nay chú đi kéo hết bao nhiêu quận rồi? Như 7 sao ấy. 7 quận rồi á? Vâng. Đấy là anh em góp tiền vào để gọi là kéo chung đấy nữa phải không? Quận này nó lấy về đã 4 giây ra rồi. Không sao đâu, cái bị đứt dây. Nhưng mà cháu của đây, cháu của nó, của mày thò một hai quận cũng được, nhưng mà cháu không cho tôi kể cháu thôi. Thì cháu hộ nhà Thảo 4 quận rồi. Vâng, 4 quận. Thì hôm trước cháu đã mua 2 quận rồi. Hôm nay là cháu mua thêm 2 quận này nữa, chẳng là 4 quận đúng không? Thì còn anh em hộ bao nhiêu thì hộ thôi. Vâng. Đấy. Đấy, mà được cái là anh em hộ nữa là cũng vui rồi. Đây à, kéo nước lên đến đây à chú? À trong kia cơ à?
chứ chân khỏi chưa? Khỏi à? Anh Giáp ơi! Anh Giáp ơi! Về cứ chuyển cho em mà nhá. Hả? Về cứ đi đi chở cho em nhá. Ừ, anh bây giờ anh chở cho em 3 chuyến luôn mà. Ờ. Hai bọn nó còn chở lên xong có việc làm ấy. Vâng vâng. Bột đá đấy. Bột đá chú ạ. Chở bột đá. Vâng. Tí nữa về một chuyến đá hộc này nữa với lại một một xe bột đá nữa. Một xe bột đá, một đá chắc được cái này thôi. Vâng. Bây giờ cháu lấy hôm nay cháu mua thêm cho nhà thầu 2 cuộn dây ống nước nữa. Thì bây giờ anh em thì hôm nay kéo được đến đâu chú? Đây cái đầu làn này ạ, đầu bê tông là đầu. Cái chỗ không nọ mình dỡ đấy. Nó giữ sẽ có đem mà không gì nó cái mặt thèo. Không có xe. Cái xe là nó xe rồi. Xuống xe nó xe là nó bỏ. Xe đá gì? Hai xe đá chứ. Thì đủ hết, hay là bột. Thì bây giờ là đi kéo dây ống nước đi xong là xem xong là bắt đầu đi bàn với chủ trưởng thôn để gọi là thuê người cái này. Cái tí tổng thiệt hại là hết bao nhiêu cuộn anh? Hôm nay á? Vâng. Hết 7 5 cuộn không? Hôm qua 5 cuộn à? Năm quận em lại xuống chợ Năm quận nữa. Thế là hôm qua anh mua làm mua ở đâu? Mua ở Tân Diệu ấy. À, thế thì anh mua loại đắt hay loại rẻ? Mua bao nhiêu quận nữa? Mua 500 quận thế nữa. Mua 5 quận. Ừ. Thế là 5 quận là 2 quận anh chị chưa lên mất là 2 quận, tính 2 quận thế là đi 7 quận. Ừ, 7 quận rồi à? 7 quận. Thì cái này thì cái này thì ngày hôm trước thì bọn em mua là bọn em đây gọi là cũng gọi là góp nhau vào thôi, bởi vì là anh cái này anh em cũng hình như là các bác cũng bảo là giúp đỡ cùng góp tiền vào xong cùng giúp đỡ nhau để lấy nguồn nước về. Nhà anh cũng có lấy không? Nhà anh cũng lấy được nước này không? Có chứ nhỉ. Đấy thì nhà em coi như nhà em là giúp nhà thảo mua 4 quận. Còn đâu thì anh em với lại ai chung nhau thì lấy thôi nhỉ. Đấy đi, bây giờ còn đến đâu rồi anh? Đến đây. Đến đây rồi. Mẹ Thảo lấy qua cột sóng. Cột sóng kiểu là nước bây giờ họ ở lấy kéo nước gần đấy cũng nhiều nên là lại phải đi qua cột sóng. Qua cột sóng một đoạn nữa thì nó cao hơn thì nó lại nhiều nước hơn. Ở đoạn dưới này thì bà con họ cũng lấy nhiều ấy. Nên không có chỗ lấy nữa. Nước về cũng ít. Thế là mấy nhà chung anh? Ba nhà chung à? Ôi ba nhà chung cả hồ nước nhỉ, về cao một tí, đi xa một tí. Hai nhà. Nhà anh à nhà mẹ Thảo hai nhà. Thế nhà đằng sau kia nó không ấy à, nó không chung à? Không. Nhà sau kia hình như cũng vẫn dùng nước mưa mà nhỉ, em thấy dùng nước mưa. Nhưng mà nhiều nhà chung nhau là nó lại khó quá. À ừ thế thôi hai chị em cũng được. Đây là đây cũng giới thiệu đây cô bác anh chị, đây là cậu của Thảo. Thì cậu thì ở trước đây một tí đó, trước nhà mẹ Thảo một đoạn thì có công việc gì thì may ra cậu cũng giúp đỡ. Đây là về được đến đây rồi. Úi giời, đi thận thanh niên. À, tưởng chưa có vợ. Có vợ thì là mẹ. Hỏi thế. Tưởng chưa bảo chưa có vợ để em giới thiệu cho thì thế. Tôi thấy nhìn trẻ trẻ mà. Mẹ Thảo lấy vào đi theo đấy. Đi theo xong à, đi bất chấp luôn. Đấy bây giờ là ôi giời ơi. Thế bây giờ hôm qua sao không xuống không bảo em? Em kêu hết xong là bảo chị bảo là dọn nó thầu nhưng mà mình lại bảo là
Các biết là chị con lên chắc là hết hai quặng này thì anh em mình anh yeah. Hai chị em mình khất đó là đi mua đồng góp vào không là anh chị em mình được uống xong là hôm qua em 10 giờ em xuống chợ 11 giờ xuống chợ à? Chú à đây chú trưởng thôn đây rồi. Đây đây để cháu lấy. Thôi thùng hỏng ống nước đấy. Đấy chú trưởng thôn đây rồi. Tí nữa sẽ nói chuyện với chú. Hay là hôm qua một mình đã anh chở 3 quận lên à? 4 quả. 4 quận à? Vâng. Đi 2 chuyến hay 1 chuyến? Một chuyến sau em chở 4 quả dưới kia sau không đủ là em mua ở trên nhà mình này một quận trên này á. Bao tiền một quận trên này? Hình như cô mua ống nước trên này là hôm nay mẹ Thảo bảo đắt hơn à? Đắt hơn. Đây là 560. 560. Vâng. 560 là 2 mét chưa? Vâng. 200 mét đúng không? Vâng. Đắt hơn 60.000. Thì đấy nếu mà ấy biết em mà hôm qua em mà biết sớm một tí cái Thảo đi học em lại không có số của anh. Thì sáng nay em lại lấy được cái số mà anh của anh cái anh ở ủy ban nhỉ? Đấy, tí nữa về em xin số của anh có gì thì trong quá trình làm nhà của Thảo thì em liên hệ với anh. Đấy, anh biết tính kinh hơn mẹ Thảo cũng biết tính kinh. Thế Thảo đi học. Chứ hiện tại đi học rồi. Em không hỏi được cái chứ nữa. Nói Thảo nó cắm dây sạc, dây điện nó còn hơi giật cho một tí. Mẹ Thảo đâu nhỉ? Nó lấy cây đi bên kia. Đấy. Thôi anh đây quận đây nhá, xong rồi em đi xem lên cho đạn trên kia tí nào. Ngày hôm đầu vào đây là em đã mua 2 quận rồi. Xong rồi hôm qua là ông chú lại đi xuống mua 4 quận nữa. Xong anh mua 2 quận nữa. Anh mua xong rồi lại đi lên mua ở đây à? Ừ. Lại đắt hơn 60.000 à? Thế không bảo em. Thế em hỏi cậu là sao không bảo em để hôm nào xe vật liệu lên thì chở lên luôn. Thì mua ở dưới kia thì 500 thì sẽ tiện xe thì họ cũng chả lấy thêm cước làm gì. Vâng. Để mua 2 cuộn ở trên này là 506 nữa là vào là đắt hơn là 120 à? Thì là hôm nay em lại mua thêm 2 cuộn nữa. Đấy. Thế nào? 2 4 với lại thành 8 rồi, 10 cuộn à? 9 cuộn, 10 cuộn rồi. Mua cuộn 10 cuộn. 2 cây số tròn. 2 cây à? Là kéo qua cái cột sóng ạ. Cụ sống thì hai cửa mới đến, ba cửa mới đến cụ sống. Ừ. Đây là mình kéo qua chỗ đấy à? Vâng. Nước nó đẩy mạnh hơn gì? Mạnh, đẩy cái ống này luôn. À, đẩy ống này luôn thì. Ừ, thế được. Ở đi này chưa khất lá nó mù. Đấy, được cái là... Sau mà... cũng có một cậu đây. Cậu có cái cậu ở trong này thì... Nhà cậu ấy cũng khó khăn thì cậu cũng vẫn cố gắng đóng góp, xong với lại anh em hàng xóm cũng đóng góp nữa. Thế thì cái phần thuê vật cái phần vận chuyển vật liệu này thì em khoán cho anh nhá. Xong có gì anh báo sớm lại giúp em. Vâng. Không thì tí nữa anh gọi luôn đi. Vâng, tí nữa anh gọi luôn, có gì thì anh bảo tới cái thuê. Có máy. Có ông chú về mà siêu khổ, nhưng mà lúc sáng nay mình kéo nước bên kia mình bảo là có ai thì chỗ cho. Nó bảo ông xuất cải xe rượu ông không về nữa. Xuất cải xe rượu rồi à? Thế ơi. Mình bây giờ mình chỉ xe cái cửa nó đi vào đâu thôi. Vâng, thế thôi. Đấy tối thì tí nữa gọi là chú về chú bàn luôn mẹ Thảo đi. Vâng. Để tiến hành luôn cho cháu, bởi vì bây giờ nhà của nó dỡ rồi. Mà cái nhà hàng xóm kia hình như nó không cho ở à? Không cho ở rồi. Chuyển hết dừa ra ngoài rồi. Đấy, lại chuyển hết dừa ra ngoài rồi. Đấy, anh em hàng xóm đấy. Thôi, không cho ở rồi thôi, không cần. Làm cái lá ở ngoài. Đúng rồi, mình không nhờ vả nữa. Ừ. Bây giờ không nhờ vả nhiều, nhờ vả nhiều phức tạp. Chú nhỉ? Đúng rồi. Giống như cái Thảo ấy, Thảo nó bảo hồi bố nó sống ai xin nó bảo xin bố nó ở, bảo là lúc đầu xin thì hiền, đi mèo về sau như hổ ấy. Cháu thế à? Lúc nó ở gần với mình nó ngọt ngọt. Ừ, lúc ở với mình là ngọt ngọt, lúc xin mình thì ngọt ngọt đấy. Lúc ở với mình nó mặn mặn. Của tao thấy gái rồi, chắc vì tôi xuống lò ga thử nữa. Thôi, hôm đấy Thảo nói với em, hôm đấy Thảo nói với cháu rồi, nó sắp khóc hết. Xong cháu phải chuyển chủ đề nhanh. Có gì nữa. Trước thì mình mồ nhà ở thì nhưng tao bảo là trọ ở cho nó vui. Ừ, cho nó có hàng xóm phải không? Bố thì đi rồi, nhưng mà các cô thì không nói được, nhưng tao là cái gì chả là được. Đúng rồi. Nói trước đây các cháu các mình coi gì trả sầu.
đấy, thế biết làm ăn còn gì nữa. Nhưng mà sao đợt đấy lại dại dột thế không biết. Nó còn biết thiếu anh đi lặt đi đi xây mà. À đi thiết đi xây à? À. Ấy thôi cái phần thuê thuê đấy thì anh cứ hộ em nhá. Vâng, là chính anh gọi điện thôi. Vâng. Thì nếu gạch biết thì vừa đi tạm được. Có cứ à, cái gì có chắc lột ra lột cả cái lối hả? Bảo nếu mà có cái xe gì nhỉ, xe bò hay xe ấy à? Xe bò, được. Kéo được lên cái không, nhưng mà cho xe máy lên đi không? Không được. Không được à? Chỉ có chắc này. Không chắc đâu nữa nó mà. Ờ, thế thì anh cứ tính cho em cái phần đấy là anh xem tính cho nó sớm nhanh hộ em vậy nhá. Nhanh gọn lẹ. Thế em đang muốn triển khai cho nó sớm một tí. Chà tôn tôn tông à? Tôn tôn tông này. Nó cái phần nhắc tải xuống. Chào điểm tải. Cái đá nó cái đá thì lại đóng vào cái má xong là bùa vào nó là nhét vào nó làm cái thành cái máng này chỉ làm cái tên nó bỏ khác rồi làm được à hai viên to đấy để thôi mày lãng ha sao viên bé thì điệu được không thì cứ tìm người xong rồi nó chợ thì nó thế làm thế nào làm thế thì anh cứ xem mẫu em nhá xong là bọn em sẽ khoán bằng đấy. Bằng đấy tiền thì bây giờ là nhiều hơn thì chắc bọn em không ấy nữa rồi. Bọn em còn phải để dành tiền làm cho chỗ khác nữa cơ, làm cái phần khác nữa. Thôi đi bây giờ mình về phía bên nhà bên trong đây nào, đi. Còn một cuộn nữa đây, cuộn này vẫn đang nằm đây chờ đây. Nó thủng đâu, nó chỉ bị vỡ một đoạn chỗ này thôi.